Thưa sư, có phải quan điểm của Phật giáo là không có linh hồn, tức là không có ngã, chỉ có nghiệp dẫn đi tái sanh chứ không có bất kỳ người nào đi tái sanh cả? Nếu quan điểm này là đúng như vậy thì nếu không có gì ngoài nghiệp đi tái sanh và không có ai đi tái sanh và chịu quả khổ, vậy thì tại sao Phật lại dạy rằng phải tránh làm ác nghiệp để không bị tái sanh vào cảnh khổ? Vậy thì quan điểm không có ai đi tái sanh này có bị xem là chấp vào đoạn kiến không? Có bất kỳ sự liên quan nào giữa người kiếp này và người đó ở kiếp sau không? Nếu có sự liên quan thì liệu đó có phải là ngã hay là một cái gì liên quan khác? Nếu ta ở kiếp sau đó hoàn toàn không liên quan gì tới ta ở kiếp này và chỉ do nghiệp của ta ở kiếp này tạo nên, vậy thì tại sao ta ở kiếp sau lại phải chịu trách nhiệm cho hành động của ta ở kiếp này? Như vậy có bất công quá không? Thì tôi sẽ dẫn cho quý vị một cái bài kinh, một bài kinh mà chính Đức Thế Tôn trả lời thẳng cái vấn đề này cho quý vị, là cái bài kinh là Tiểu Kinh Sắc-chắc-cá. Thì ở đây này vị Akiwesana có hỏi Đức Thế Tôn á, là có phải Đức Thế Tôn dạy như vậy hay không, và Thế Tôn xác nhận á, là phần lớn là Ngài giảng dạy cho đệ tử này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, tức là vô thường. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Đấy. Như vậy ta huấn luyện các đệ tử các bộ môn như vậy, phần lớn ta giảng dạy là như vậy. Thì cái vị này em mới phản bác lại lời dạy của Thế Tôn, đó là như các hạt giống có cây cỏ được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh, vì tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy các hạt giống, các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh. Như vậy tôn giả Gotama, như các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác cũng vậy. Này tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm thiện sự hay ác sự. Sư nói lại cho quý vị dễ hiểu, tức là cái đoạn này đó, cái vị Bà La Môn này á, phản bác Đức Thế Tôn cái giáo lý vô ngã, đó là chính bởi vì á, một người cho là có ngã cho nên họ mới làm thiện, mới làm ác. Tại vì á, có cái ngã thì cái ngã đó mới hưởng quả thiện cho nên họ mới làm thiện, mà chính có cái ngã cho nên làm việc á, cho nên là có linh hồn có cái ngã đó, thì cái ngã đó chịu quả ác cho nên họ mới tránh cái điều ác đó. Còn bây giờ đó mà Đức Thế Tôn mà nói là không có ngã thì ai hưởng quả thiện mà ai hưởng quả ác, ai đi luân hồi? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời như thế này. Này Akiwesana, như vậy có phải ông nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta đó? Và cái vị Bà La Môn này xác nhận là như vậy. Đây, và bây giờ nè, Đức Thế Tôn lại đưa tiếp một cái ví dụ á, là một vị vua á, Sắc Đế Lị, sau khi mà đã làm lễ quán đảnh, tức là phong vương á, thì vị vua này á, có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng tẩn xuất hay không. Thì vị Bà La Môn này xác nhận là đúng vậy. Có nghĩa là một vị vua mà sau khi đã lên ngôi thì có quyền hành với đất nước của mình,
muốn giết ai là giết, muốn cướp ai là cướp, muốn đuổi ai là đuổi. Và Thế Tôn nói như vậy đó, ông nói đó là bây giờ có tự ngã đúng không, tức là sắc là tự ngã của ta nè, như vậy á là mình có quyền hành gì với cái sắc đó hay không, mà dám nói sắc, mà có thể nói là sắc của tôi là ấy như thế này, sắc tôi không như thế này. Đấy. Và cái vị này giữ im lặng. Đức Thế Tôn hỏi lần thứ hai vẫn giữ im lặng, hỏi lần thứ ba vẫn giữ im lặng. Và lúc bây giờ con Dạ Xoa xuất hiện á để gọi là dọa cho vị này sợ để phải trả lời đó. Thì sư tóm gọn cái đoạn kinh này, đoạn kinh quan trọng này là như thế này. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta có tự ngã đúng không? Thì chúng ta phải có quyền hành với tự ngã đó chứ. Sắc là của mình. Ừ, sắc là của mình. Thì mình phải có quyền hành đối với sắc này. Tức là mình muốn nó không được già là nó không được già. Mình muốn nó không bệnh là nó không được bệnh. Mình muốn nó không chết là nó không được chết. Có phải không? Mình có quyền với nó không? Thì thôi bây giờ sư tóm gọn luôn, quý vị muốn nghe tham khảo rõ toàn bộ bài kinh thì quý vị xem ha, sư tóm gọn lại thôi. Và vị Bà La Môn này không trả lời được, vị này rốt cuộc là phải đồng ý với Đức Thế Tôn là nó không phải của mình, nó không có ngã, nó không có ngã, bởi vì mình không điều khiển nó, mình không có quyền hành gì với nó hết, mình không có quyền hành gì với nó hết. Và cho đến cuối cùng á, Đức Thế Tôn hỏi vị Bà La Môn này, mà cái gì đó, tất cả những cái này nè là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ông nghĩ như thế nào, là thường hay là vô thường? Vị này phải trả lời là vô thường, thưa Thế Tôn. À, mà cái gì là vô thường, nó là khổ hay lạc? Dạ là khổ, thưa Tôn giả Gotama. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại có hợp lý chăng khi chánh quán, tức là thấy đúng, thấy một cách đúng đắn rằng cái này là của tôi, cái này là từ ngã của tôi. Thưa không, thưa Tôn giả Gotama. Này, Akiwesana, ông nghĩ như thế nào? Thì ái luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Người ấy có thể liễu tri cái khổ của tự mình hay có thể sống diệt trừ khổ hay không? Làm sao thế được, thưa Tôn giả Gotama? Không thể như vậy, thưa Tôn giả Gotama. Có nghĩa là như vậy nè. Là khi mà mình một bài kinh khác thì Đức Thế Tôn cũng nói tương tự như vậy. Sư gom lại. Là khi bản thân chúng ta bị chìm đắm trong các dục, bị các dục nó điều khiển, không thoát ra khỏi các dục, thì chúng ta sẽ mãi quanh quẩn với cái suy tư của ta. Đây là ngã của ta, có ngã hay không có ngã. Rồi mình làm thiện, rồi đời sau mình hưởng, rồi mình đi tái sanh, rồi như thế này như thế kia, toàn bộ cái vấn đề của mình. Đó là gì? Đức Thế Tôn chỉ rõ vấn đề tại sao mà cái người này họ thắc mắc như vậy. Ngài chỉ thẳng luôn tại sao mình thắc mắc như vậy, là bởi vì mình đang bị chìm đắm trong các dục, làm mồi cho dục, cho nên mình mới có thắc mắc như vậy. Thành ra đó, muốn giải quyết một cách rốt ráo thì mình phải giải quyết cái gốc rễ của mình. Đó là gì? Ly dục. Thoát khỏi cái lưới ái dục bằng cách thực hành theo bát chánh đạo. Cho tới khi nào mình chưa thực hành theo bát chánh đạo á, là mình sẽ vẫn còn có những cái suy tư giống như thế này. Và nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình cứ mãi thắc mắc thế gian này là thường hay vô thường. Rồi tôi chết rồi đó, là tôi sẽ còn hay không còn? Rồi tôi tái sanh là ai là người hưởng cái nghiệp này, ai là hưởng cái phước này? Mình sẽ mãi băn khoăn những thứ đó. Cho nên tóm gọn lại là gì? Đức Thế Tôn đã trả lời rõ lý do mà mình có những câu hỏi như vậy. Và Ngài đã giải thích rõ có ngã hay không có ngã. Và vấn đề của mình là phải thực hành theo bát chánh đạo thì mới thoát ra khỏi những cái lý luận như thế này.
À, không biết về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Dạ, thưa Đại Đức, thưa quý vị, Đại Đức Hành Tọa cũng có dẫn chứng chánh kinh trong Tam Tạng cho quý vị hiểu, và đặc biệt là quý vị đặt câu hỏi này. Cái lời khuyên của Đại Đức Hành Tọa, Đại sư cũng đồng ý lời khuyên đó. Thì riêng á, cái câu ba cái câu ha, xin lỗi, là hai câu hỏi này, mà đúng là ba câu luôn, tại vì dạ đúng rồi, ba, chính xác là ba câu là, xin thưa quý vị, riêng câu 1, câu 2 hoặc là câu 3, ở đây không phải quý sư á, là không có thể giải thích cho quý vị rõ được. Trước khi mà sư á, bản thân sư đưa cho quý vị cái câu trả lời giải quyết câu 1, câu 2, 3 nè một cách rõ ràng rốt ráo, thì bản thân quý vị giống như Đức Thanh Tại nói, quý vị xin thưa quý vị phải học học cho kỹ giáo lý và học cách tuần tự. Tại vì có những cái vấn đề ở trong kinh tạng, trong chú giải Đức Phật và chư thánh tăng đệ tử ngài có giải thích rõ, rất là rõ, nhưng mà nếu mà cái giải thích của ngài, cái thích của ngài á, mình không có kiến thức cơ bản, thì cho dù á, quý sư á, cung cấp cho quý vị tài liệu, quý vị đọc cho quý vị vẫn cũng vẫn không hiểu, rồi quý vị lại thắc mắc tiếp, mà vô tình á, quý sư á, lại giống như là quý sư không biết á, cái tình trạng rối vị á, rồi lại rối lại thêm rối nữa. Chứ không phải là cái vấn đề câu 1, câu 2, 3 này quý sư không trả lời được. Ở đây á, câu 1, câu 2, câu 3 này nè, nó chỉ có một nội dung thôi à. Nếu quý vị á, tự tin nha, sử dụng từ tự tin nha, mà mình thực sự là mình nói là mình có kiến thức mà Phật pháp mà căn bản mà hiểu rõ, thì có một câu hai câu ba này nè, nó nằm á, muốn mà hiểu rõ nó nằm ở trong tiểu bộ kinh Milinda Vấn Đạo phẩm hành trình, thì trong đó có hai cái câu mà ông vua Milinda mới hỏi ngài Nagasena là ai đi tái sanh, và thứ hai, câu hỏi thứ hai là người để tái sanh á, thì cũng chính là người ấy hay là người khác đó. Có tài liệu sẽ cung cấp quý vị, nhưng mà một lần nữa sẽ cũng xin nhắc lại nữa là để mà đọc nó hiểu hai cái vấn đề nè, hai vấn đề mà trong cái Milinda Vấn Đạo nè, câu hỏi của Milinda và câu trả lời cái này Nagasena nè, thì quý vị cũng phải cần kiến thức Phật pháp căn bản thì đọc mới hiểu. Tại vì nếu mà giờ sư cung cấp cho quý vị đọc vô hai câu hỏi này ở trong quyển Milinda Vấn Đạo bản dịch của ngài Đá Chanh Đá, không quý vị không có kiến thức thì vừa đọc vô quý vị cũng rồi thắc mắc tiếp đó. Ở đây là quý sư á, chỉ muốn cho quý vị biết là nghe có lời khuyên thôi, để Đức Hành Tại có lời khuyên mà sư rất đồng ý, đúng không? Rồi bản thân sư á, thì sư á, cũng có cho quý vị biết là cái câu này nè trả lời được, đúng không? Nhưng mà phải cần kiến thức, nhưng mà xin nhắc một lần kỹ cho quý vị nha, cái tài liệu mà sư cung cấp với vị đó là Milinda Vấn Đạo bản dịch của ngài Đá Trên Đá, sư chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch đó thôi, bản dịch của ngài Đá Trên Đá thôi. À, còn những bản dịch khác á, thì sư không có bàn luận tới. Thì xin cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây, mong là quý vị mà đặt câu hỏi này nè sẽ hiểu thêm được nhiều điều. Xin cảm ơn. Nói cho vui tí là sư Tuệ Tường chịu trách nhiệm khi giới thiệu quyển Milinda Vấn Đạo bản dịch của Nguyễn Đá Chanh Đá cho quý vị, chứ còn sư Tuệ Tường không chịu trách nhiệm cái nội dung trong đó. Nội dung trong đó là ngài Nguyễn Đá Chanh Đá chịu trách nhiệm Đây. Đúng rồi. đó. Rồi, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.